Trình Gỗ Minh Châu hôm nay xin trân trọng gửi tới một vị khách hàng ở rất xa đã đặt hàng chúng tôi cái bộ sản phẩm này, gồm một tấm tranh đồng quê với kích thước là 1m76 nhân với 1m và dày là 6 phân, được chúng tôi đục chạm kênh mông mối móc 100% bằng chỗ hương, gỗ hương đỏ Nam Phi, và hai bên là hai con cá với kích thước là 41 nhân với 1m08, dày 3 phân, cũng bằng chất liệu gỗ hương đỏ Nam Phi, và dưới là bộ chữ Phúc Lộc Thọ với kích thước là 45 nhân 45, dày 3 phân, bằng chất liệu gỗ hương đỏ Nam Phi. Như đây chúng tôi mới làm được hai chữ, còn một chữ nữa chưa xong, mới được chữ Phúc chữ Lộc. Thì đây quý vị có thể thấy bộ tranh rất là đẹp của mấy khách hàng. Thứ nhất là đôi cá này rất tuyệt vời, và quan trọng nhất là tấm tranh to ở giữa thì rất là đẹp. Thì đây là chúng tôi đục cảnh đồng quê, cây đa giếng nước Sơn Đình, rất kênh mông, rất nổi, rất kênh mông. Quý vị có thể thấy trên màn hình. Ở đây là bộ chữ. Kia là đôi cá. Chúng tôi đôi cá và bộ chữ chúng tôi thiết vàng rất là đẹp. Còn cái tấm tranh to này nó kênh mông, nó nổi rồi nên chúng ta không cần phải thiết vàng vào, mà chúng ta chơi nguyên gỗ như vậy thôi. Xin trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại ở những clip độc đáo tiếp theo.